Kính chào khán giả và các bạn đang theo dõi kênh Cuồng Bóng Đá Việt Nam. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ cho ekip của chúng tôi. Và sau đây là những thông tin cực nóng có trong bản tin 24 giờ hôm nay. Paul FC và Sochas, huấn luyện viên Didier Thorlot lên tiếng xác nhận khả năng đá chính của Quang Hải. Paul FC đang đứng trước nguy cơ thiếu đi trụ cột ở tuyến tiền vệ bởi vì một số cầu thủ trong đội đã phải nhận hai thẻ vàng. Do vậy, huấn luyện viên Didier Thorlot đặt niềm tin vào Quang Hải vào trận đấu gặp Sochas. Kể từ khi thua Cunghem ở trận mở màn, Pau FC đã có được 2 trận hòa liên tiếp tại League 2, mùa giải 2022-2023. Trong cả hai lần tiền vệ Nguyễn Quang Hải được xếp đá chính, đội bóng miền Nam nước Pháp đang gặp vấn đề nghiêm trọng ở đội hình khi có nhiều tân binh mới chưa hòa nhập theo lối chơi chung của đội. Sau 3 trận đấu ở League 2 mùa này, họ mới chỉ ghi được 1 bàn thắng. Hiện tại Pau FC của Quang Hải đang có được 2 điểm và xếp thứ 16/20 trên bảng xếp hạng. Theo lịch thi đấu vòng 4 của League 2, Pau FC sẽ gặp Sochas vào lúc 0 giờ ngày 21 tháng 8. Với lợi thế sân nhà, Quang Hải và các đồng đội quyết tâm giành trọn 3 điểm trước các vị khách. Tuy nhiên, huấn luyện viên Didier Thorlot đang phải đau đầu với việc tuyển quân cho trận đấu quan trọng này. Theo đó, Pau FC có 2 cầu thủ nhận đủ 2 thẻ vàng là tiền vệ Diedin Abzi và tiền vệ Stevie Belsnat. Đây là 2 cầu thủ trụ cột của Pau FC. Nếu huấn luyện viên Didier Thorlot để 2 cầu thủ trên ra sân, nhiều khả năng họ sẽ phải nhận thêm một thẻ vàng nữa và nghỉ thi đấu ở vòng sau. Trước tình hình đó, việc các nhà cầm quân người Pháp sử dụng Quang Hải là phương án khả dĩ nhất. Đây là cơ hội mà tuyển thủ Việt Nam cần phải trân trọng nó. Cụ thể, Quang Hải chưa phải nhận thẻ vàng. Trong khi đó, Quang Hải đã chung vị trí với Diedin Abzi là tiền vệ tấn công. Dù được huấn luyện viên Didier Thorlot giao cho anh trọng trách thể hiện tiền vệ trung tâm của Belsnat, Quang Hải vẫn có thể đảm đương được điều đó nhờ sự đa năng của mình. Trong đội hình của Pau FC hiện tại, có rất ít cầu thủ phải nhận tấm thẻ vàng từ khi League 2 bắt đầu. Điều này cho thấy đội bóng Quang Hải thi đấu là một đội bóng chơi khá đẹp, ít va chạm. Đó cũng là lý do vì sao các đồng đội của Quang Hải chưa phải nhận bất cứ tấm thẻ đỏ nào. Bên cạnh đó, trọng tài bắt chính trận đấu sẽ là ông Kaen Angola, là một vua thẻ phạt khác của bóng đá nước Pháp. Đây là cơ hội thể hiện tài năng sút phạt của tuyển thủ Việt Nam khi trọng tài Kaen Angola bắt chính trận đấu giữa Pau FC và Sochas. Nhiều khả năng những tình huống đá phạt sẽ diễn ra. Tại Pau FC, Quang Hải vẫn là người được huấn luyện viên Didier Thorlot tin tưởng giao trọng trách thực hiện mọi quả đá phạt cố định. Ở trận đấu với Sochas, Pau FC hứa hẹn sẽ ra mắt tân binh Mohamed Yatara, chân sút giàu kinh nghiệm của Lyon. Tiền đạo sinh năm 1993 được hứa hẹn sẽ trở thành đối tác ăn ý với Quang Hải trên hàng công Pau FC trong thời gian tới. Hy vọng Quang Hải sẽ tiếp tục được đá chính và giúp đội nhà có được thắng lợi đầu tay tại League 2 mùa này. Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng Pau FC và League 2 có nhiều khó khăn đối với tiền vệ Quang Hải. Tuyển thủ Việt Nam cần phải nỗ lực hơn lúc này. Trong thời gian thi đấu tại League 2 mùa này, Quang Hải đã có 3 lần ra sân. Trong đó có 2 lần liên tiếp được đá chính gần nhất của Pau FC. Dù không tạo được quá nhiều ấn tượng, nhưng Quang Hải vẫn rất nỗ lực và quyết tâm trước sân chơi bóng đá Pháp. Thầy trò huấn luyện viên Didier Thorlot hiện xếp thứ 16/20 đội trên bảng xếp hạng League 2. Mục tiêu của Quang Hải và các đồng đội là quyết tâm có được 3 điểm đầu tiên khi tiếp đón Sochas, đội đang xếp dưới Pau FC trên bảng xếp hạng. Ở trận đấu gần nhất với Le Havre, Quang Hải đã có màn trình diễn tương đối ấn tượng. Tuyển thủ Việt Nam tự tin cầm bóng và thực hiện những đường truyền chính xác. Quang Hải có tổng cộng 20 lần chạm bóng với 14 đường truyền, trong đó có 10 đường truyền chính xác, đạt tỷ lệ 71%. Điểm yếu của Quang Hải vẫn là khả năng tranh chấp tay đôi khi anh chỉ thắng 33%. Anh cũng để mất quyền kiểm soát bóng 6 lần. Nhận định về những gì Quang Hải đã thể hiện trong 3 trận đấu vừa qua, chuyên gia Vũ Mạnh Hải khen ngợi. Điều đáng khen ở Quang Hải trong 3 trận qua là sự tích cực, di chuyển nhiều, cố gắng đóng góp vào lối chơi chung của đội. Quang Hải cố gắng chạy hết sức có thể, dù thế nào đi nữa, đây là một dấu hiệu rất tích cực. Trong trận đấu đầu tiên tuyển thủ Việt Nam thiếu tự tin, không dám cầm bóng nhiều mà chuyền một chạm, sợ đối thủ áp sát sẽ mất bóng. Nhưng sau đó Quang Hải càng ngày càng dám cầm bóng và thực hiện nhiều đường truyền khó hơn. Điều này cho thấy qua các trận đấu, cựu tiền vệ Hà Nội FC đang ngày càng ổn định, sự tự tin theo thời gian sẽ tăng lên. Tuy nhiên, ông Vũ Mạnh Hải cũng chỉ ra những vấn đề mà Quang Hải phải tiếp tục cải thiện nếu muốn trở thành trụ cột của câu lạc bộ nước Pháp. Quang Hải cũng không phải tham gia phòng ngự nhiều lắm, dù có chạy về để lấp vị trí. Nhưng tranh cướp bóng thì chúng ta còn ít thấy ở tiền vệ sinh năm 97. Và tất nhiên, nếu Quang Hải có khả năng tấn công tốt, cũng như phòng ngự tốt thì sẽ được đánh giá cao. Ở khía cạnh này, có vẻ Quang Hải vẫn đang khá rụt rè trong môi trường mới mà các đối thủ quá cao lớn, ông cho biết. Theo lịch thi đấu, trận Pau FC gặp Sochas sẽ diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 21 tháng 8.
thầy trò Didier Tholot được đánh giá là có cơ hội lớn để giành 3 điểm ở trận đấu khi gặp Sochas. Đây cũng là màn ra mắt chính thức và cơ hội ghi bàn của Quang Hải với các cổ động viên nhà trên sân vận động Nottingham. Huấn luyện viên Didier Tholot đã chiêu mộ thành công cựu tiền đạo Lyon Mohamed Yatara, đã chính thức cập bến đỗ mới Pau FC và có thể trở thành đối tác để giúp Quang Hải ghi dấu ấn hơn ở những vòng kế tiếp. Kể từ khi thua con game 0-4 ở trận mở màn, Pau FC đã có được 2 trận hòa liên tiếp tại League 2, mùa giải 2022-2023. Trong cả 2 lần tiền vệ Nguyễn Quang Hải được xếp đá chính, Pau FC đang gặp vấn đề nghiêm trọng ở hàng công. Sau 3 trận đấu ở League 2 mùa này, họ mới chỉ ghi được 1 bàn thắng. Bình luận viên Anh Quân cho hay, bản thân huấn luyện viên Tholot cũng đau đầu về hàng công của Pau FC. Khi Quang Hải chơi tự tin hơn, các vệ tinh xung quanh, các vị trí như tiền vệ cánh hay tiền vệ cánh phải tận dụng tốt hơn cơ hội của tuyển thủ Việt Nam mang lại. Điều đó vẫn không thể xảy ra, ít nhất là sau 3 vòng đấu đầu tiên. Pau FC phải mất tới 270 phút mới ghi được bàn thắng từ đầu mùa giải đến nay. Bàn thắng này đến từ một vị trí không đáng có trên hàng công. Người lập công là Regif Belsnat, người được huấn luyện viên Tholot sử dụng ở vị trí tiền vệ phòng ngự trong mùa giải này. Những pha kiến tạo của tiền vệ Quang Hải cần đối tác phía trên đủ sắc sảo để tận dụng. Maron Chacho không đáp ứng được nhu cầu trên. Điều này chứng minh khả năng dứt điểm của hàng công, đặc biệt là trung phong Chacho lại rất đáng thất vọng. Maron chỉ có trung bình 0,7 cú sút trên trận, với tỷ lệ sút trúng đích là 0,3. Trung bình tiền đạo này để mất bóng 4 lần. Đây là thông số tệ cho một tiền đạo chuyên làm bàn tại Pau FC. Theo chia sẻ từ bình luận viên Anh Quân, Pau FC đã có động thái mới khi cố gắng đi tìm những giải pháp giải quyết bài toán ghi bàn, cũng như phần nào giảm tải gánh nặng cho Quang Hải. Theo đó, Pau FC đã chính thức ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với Mohamed Yatara, cầu thủ người Kenya sinh năm 1993. Anh từng có 5 năm thi đấu ở Lyon. Tân binh Yatara đã chơi 200 trận đấu ở cả League 1 và League 2 trong màu áo lần lượt của Troyes, Angers và Osiri. Chân sút 29 tuổi đã ghi 37 bàn sau 127 trận tại League 2. Cùng với đó là 12 bàn sau 36 lần ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia Guinea. Việc Pau FC chiêu mộ thành công Yatara không khác gì tin vui đối với Quang Hải, bởi giờ đây tuyển thủ Việt Nam sẽ có một đối tác chất lượng trên hàng công. Đồng thời Quang Hải cũng không phải đối mặt thêm với nỗi lo cạnh tranh vị trí. Những đường truyền của Quang Hải cần một điểm cắt chính xác cuối cùng, và cầu thủ trưởng thành từ Lyon được kỳ vọng là sẽ đáp ứng yêu cầu này. Ở vòng 4 League 2 mùa này, Quang Hải và đồng đội được trở về sân nhà Nottingham quen thuộc, khi nơi này đã hoàn thiện công đoạn nâng cấp. Đối đầu với Sochas, Pau FC mong muốn có được chiến thắng đầu tiên. Pau FC có trận đấu đầu tiên được chơi trên sân nhà tại vòng 2, nhưng thực chất sân Stade du Hamel lại là sân được Pau FC mượn lại trong bối cảnh Nottingham vẫn chưa tu sửa xong. Vì thế khi được chơi đúng trên đại bản doanh của chính mình vào 0 giờ sáng ngày 21 tháng 8 tới đây, đội bóng do huấn luyện viên Tholot dẫn dắt sẽ cảm thấy thân thuộc hơn. Sân Nottingham là sân bóng hiếm hoi tại League 2 pha trộn giữa cỏ tự nhiên và cỏ nhân tạo, mà theo đánh giá của báo chí Pháp, điều này giúp những ngọn cỏ tự nhiên khi mọc lại sẽ có sức chịu đựng tốt hơn và bền bỉ hơn. Quang Hải sẽ tiếp tục được đá chính khi ở vòng 3. Anh để lại những dấu ấn nhất định và sự tiến bộ sau mỗi vòng đấu của cầu thủ đến từ Đông Nam Á cũng khiến huấn luyện viên Tholot tạm thời yên tâm. Pau FC được người hâm mộ tại thành phố Pau nhỏ bé đặt hy vọng sẽ có chiến thắng đầu tiên trong mùa giải mới, khi đối thủ của họ chỉ là câu lạc bộ Sochas. Bình luận viên Hoàng Anh Quân cung cấp thông tin, Sochas có lịch sử thành lập gần 100 năm và thường xuyên góp mặt ở giải đấu cấp cao nhất tại Pháp. Tuy nhiên đội bóng này từng trải qua không ít cuộc bể dâu, với những lần thăng hạng và xuống hạng liên tục. Thành tích tốt nhất của Sochas cho đến thời điểm này là chức vô địch Cúp Liên đoàn Pháp mùa bóng 2006-2007. Họ cũng từng 3 lần vô địch League 2, nhưng lần gần nhất đã cách đây 21 năm. Sochas không phải là một đội bóng có lò đào tạo trẻ xuất sắc của bóng đá Pháp. Tuy nhiên đây từng là bến đỗ của nhiều ngôi sao lớn khi họ bắt đầu khởi nghiệp. Ivan Perisic là một trong số đó, khi tiền vệ người Croatia từng được đưa sang đây ăn tập. Ngoài ra, Sochas cũng là nơi khởi phát tài năng của những tên tuổi nổi tiếng như là trung vệ Miranda, Jeremy Mathieu, người từng có thời gian thi đấu cho Barcelona. Đó là những quá khứ huy hoàng mà Sochas từng có được. Mùa giải trước, Sochas kết thúc 38 vòng đấu ở vị trí thứ 5, một vị trí đủ để đưa họ đến với vòng playoff thăng hạng. Tuy nhiên thất bại trên chấm phạt đền trước câu lạc bộ Asri đã khiến Sochas tiếp tục lỡ hẹn với giấc mơ này thêm một mùa giải nữa. Với thành tích rất tốt từ mùa giải năm ngoái, Sochas đặt mục tiêu sẽ đạt thành tích khả quan ở mùa giải năm nay. Nhưng sau 3 vòng đầu tiên, Sochas chia điểm với Paris FC ở vòng đầu và thất bại liên tiếp ở 2 vòng sau.
để tụt xuống ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng. Họ xếp ngay sau Pau FC, nhưng ít ra đội bóng của Quang Hải còn ghi được một bàn thắng. Sở dĩ Pau FC được kỳ vọng sẽ có 3 điểm đầu tiên ở mùa giải năm nay, khi đối thủ lại mất đi cầu thủ tốt nhất của mình là Alan Vigenius. Anh này chuyển sang câu lạc bộ Lille với bản hợp đồng trị giá là 5 triệu euro. Trong 2 mùa giải gắn bó với Sochaux, Alan Vigenius đã có 48 lần ra sân và ghi được 8 bàn thắng. Đây sẽ là tổn thất cực kỳ to lớn với Sochaux trước chuyến làm khách đến sân của Pau FC. Còn với đội bóng áo vàng, đây lại là một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Hàng thủ đã để thủng lưới 5 bàn sau 3 trận của Pau, ít nhất sẽ không phải đối mặt với một mối hiểm họa rất lớn từ một trung phong vừa có tốc độ, vừa có kỹ thuật. Người hâm mộ Việt Nam đã thấy từng bước tiến bộ của Quang Hải tại Pháp và tiếp tục mong chờ tiền vệ sinh năm 97 tiếp tục sở hữu những pha kiến tạo sáng nước hay ghi bàn thắng đầu tiên cho riêng mình, giúp Pau FC có được trọn vẹn 3 điểm ở trận đấu vào cuối tuần này.